Vân rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Gió dập sóng vùi, tác giả Tân Lan Ông. Chuyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Tân dân Hà Nội năm 1929. Mời quý thính giả cùng nghe. Chương 1 Thu tâm Sen đã tàn rồi Cúc vừa thoáng nở Lá ngô đồng che đầy đất Ngọn gió vàng hưu hát suốt năm canh Tiết mới sang thu Cảnh coi thảm đạm Cảnh càng thảm đạm Kẻ đa dầu càng tê tái nỗi lòng Bóng chiều bàng làng Dương tỏa lưng trời Một vài kẻ én lẻ bay liệng chập trần Mấy đám mục tử lần lượt Vừa hát vừa dắt trâu bò từ đồng cỏ Về trong xóm Xóm đây hẻo lánh dân cư không có bao người, nên lúc trời đã hoàng hôn này, người đi lại chỉ thấp thoáng gọi là có. Một người thiếu phụ ngồi trước cửa một túp lều tranh nhìn ra đường, tay ấm một đứa trẻ chừng hai ba tuổi, đôi con mắt đam đam, vẻ buồn hiện ra mặt, bộ mặt lúc đó coi cũng sầu sầu. Nhưng ngắm kỹ ra, thì người tinh đời biết ngay được rằng ba bốn năm về trước, cái tư sắc của người Hàn là cá lặn chim xa. Thiếu phụ ngồi ngơ ngẩn Một đôi khi lại cúi đầu thở dài Như riêng ôm một nỗi thống hận ngấm ngầm Không biết cùng ai nói ra được Người thiếu phụ ấy là ai Là một tay danh kỹ hoàn lương Tên gọi Hồng Nương đó chương 2 Xa biến Con đi học đã về đi à Vâng 11 giờ rưỡi sẽ con gì ạ Vừa có cái thơ của dì Huệ nhờ người đưa đây con đọc cho mẹ nghe nào cô nhỏ cầm lấy thơ đọc thưa chị em được tin về cảnh tình của chị em buồn quá muốn về thăm chị ngay nhưng công việc trong nhà không ai trông nom cho thôi chị thử lỗi cho em vậy còn việc chị muốn ra ở với em thì được lắm có ngại gì em tuy sương hát không đông nhưng nhờ có ngày trả nem nên cũng dư giật được đôi chút chị cứ cho cháu ra rồi có đi học Xảy sang xuống nia Không có đi đâu mà thiệt Em ngày nay cũng vào lão cảnh rồi Con cái không có Họ hàng ngảnh đi ngảnh lại Chỉ còn có chị Không nương tựa vào nhau Còn trông cậy vào ai Và lại cái vốn dọn nhà hát của em bây giờ Là tiền của ông phủ nhà chị Chưa cảnh em hai năm về trước Kiếm đâu ra tiền Thôi dây ngắn tình dài Xin kính chúc chị cùng cháu đều được mạnh khỏe Và mau mau thu xếp sau ngày này Kinh thư Huệ bái Cô bé đọc xong ấp úng hỏi Thưa mẹ ta ở với dì Huệ thế nào được Nhà ta đây sao lại không ở Bà mẹ nghe con hỏi Nỗi niềm đau đớn như vùi lấp từ trước Bỗng hiện hiện ra Không sao trả lời được Đôi chồng mắt ngơ ngác không nợ trông con nữa Lừ lừ nhìn ra sân Nhìn ra sân như tấm lòng khổ não Nén không xong Dòng trâu quanh mắt chảy tầm tã Bà ngồi gục đầu tay chống chán rồi cứ thế khóc Cô nhỏ thấy mẹ khóc Không hiểu chuyện đầu đuôi ra làm sao mới gặng hỏi Thưa mẹ sao tự nhiên mẹ lại buồn lại khóc thế Bà ngẩng lên lau nước mắt Rồi dịu dàng nói với con rằng Con còn nhỏ Chưa biết cái khổ cảnh của gia đình nhà ta Để mẹ kể cho con nghe Con có nghe hiểu Mới biết tại làm sao mà hai mẹ con ta Phải bỏ cái nhà này Đất này Để ra ở tạm với dì Huệ là một nơi chuyên về nghề hát sướng. Ấy là cùng bất đắc dĩ mới phải tính đến cái kế đó. Còn cũng lượng tình cho mẹ mà đừng giận. Cái thân thế và tình cảnh của các cô đầu mẹ còn lạ gì. Cái đời ở xóm Bình Khang, mẹ đã trải lắm. Mẹ còn dạy chi mà đưa con vào nơi âm ti địa ngục ấy. Nhưng nay mẹ giả con dại, biết nghĩ làm sao bây giờ. Trong khi bà nói, đôi hàng lệ lại vẫn thánh thoát tuôn rơi bà nói đến đấy ngừng một lúc rồi lại lau mắt và nói tiếp rằng cha con vốn là dòng gia thế ở đất thăng long trước sau hồi biến loạn bà con thì vì nghĩa vụ mà quyên sinh còn cha con mới lớn lên chưa biết việc gì bây giờ theo bà nội con về đây để ẩn núp bà con về đem ít vốn riêng ra tậu đất làm nhà ở và tậu ruộng để cày cấy làm ăn tàn tiện không bao lâu trong nhà càng ngày càng khá Cha con cũng theo phong trào Khi ấy là đi học rồi đi thi Thì đỗ rồi ra làm quan Cứ lấy cái gia thế và cái lý lịch của họ nhà con Cha con ra làm quan Cũng là phần thời sợ mẹ già Phần thời không nghĩ có kế sách gì Làm cho cuộc đời được mỹ mãn hơn Nên đào đẳng giữ nghề đó Trong vòng ngót 20 năm 20 năm làm quan Sự hách dịch thì ít Mà canh cánh một nỗi chán đời thì nhiều Đối với dân rất đại độ khoan dung nhưng vì chán đời mà sinh ra chơi bởi hát sướng Thôi thì nay dịp phách cung đàn Mai câu ca giọng hát Ngày này tháng khác Nơi cầm đường chỉ có thế là vui Ấy cũng vì sự sướng hát ấy Lại nhân lúc mẹ già con từ trần Nên cha con mới lấy me về làm kế thất Từ đấy về sau Cha con biết cái chán đời là bậy Cho sự chơi bời là rằng Mời chuyên tâm khảo cứu các cổ thư dạy dỗ hai anh em con Ngày đêm rất là châu đáo được ít lâu Anh con đỗ cử nhân Cha con bèn cáo quan về nhà quê Mong cho anh con và con quen việc cẩy cấy Xa cái cảnh đại các xa hoa Chẳng may về nhà chưa được bao lâu Cha con đã mắc bệnh quy tiên Những tiền dành dụng được Đem làm ma chay gần hết Bây giờ anh con định để cả gia tài lại cho mẹ trông nom Và lo gả chồng cho con sau này Rồi xuất dương du học Không ngờ Công việc tính chưa xong Bỗng có kẻ thù ghét anh con Mà báo rằng anh con định làm giặc Anh con bị bắt Con cũng biết đi chứ gì Nhưng con đã hiểu làm sao mà anh con được tha không Trời cao kêu khó thấu Tới khi anh con được tha Thì gia tài đã cầm cố hết rồi Anh con đi chơi Lát nữa cũng sắp về Về để thu xếp cho ổn mọi việc Cùng là tìm chỗ nương thân Chứ ngày kia thì nhà cửa ruộng đất họ tịch ký hết Có ở đây được nữa đâu Vậy thì con bảo không ở đây được Chẳng phải ra ở với dì Huệ thì làm thế nào Bà nói đến đấy Bỗng thổn thức rồi khóc hòa à lên Cô nhỏ cũng rụt rùi Đôi dòng châu thánh thót Đường lúc ấy thì cậu cứ sừng sực Ở đâu chạy về Cậu thấy em và dì khóc Cậu cũng hiểu vì đâu mà khóc như thế Nhưng không lẽ ngồi trông nhau mà khóc hay sao Vì vậy nên cậu cũng nén nỗi sầu Xẹp lòng thương em mà gượng hỏi rằng Dì và em sao lại khóc thế Bà ngẩng đầu gạt nước mắt rồi nói Cậu đã về đấy à Công việc tính đã xong chưa Mai tôi với em ra tỉnh sớm đây Đã ra làm gì vội Ngày kia nó tịch ký Cậu bảo không ra ngày mai Thì phải tìm chỗ ở nhà tại đây à Sợ thế mới chán Cái ruộng ấy lấy thêm được bao nhiêu tiền nữa Nó giảm phá mãi Lấy được có tám. Chết chưa Ít quá thế Vậy cậu làm sao đủ tiền mà đi Dì đừng lo Còn độ hơn 100 cũng đủ Thôi thế thì đi thu xếp quần áo Để mai cùng đi với chúng tôi chứ gì Kể việc thì phải đi Nhưng đi thì ngại nỗi ở nhà Và thương em nó còn nhỏ dại lắm Rời sinh voi tất sinh cỏ Có ngại gì Tôi vẫn biết thế Nhưng nó là con trai thì mặc cho nó lưu lạc Cho chảy mùi nhân thế rồi nó có trí thì nó cũng tự lập lấy thân được Nhưng hiểm nó lại là con gái Con gái liệu bổ nhược chất Có phải để mà chịu phong trần đâu Chưa còn thầy tôi Thì nó ra hải vào hán Đại các phong lưu Tới nay thầy tôi mới mất Để cho em nó đến nỗi phải đi ở nhờ một nhà hồng lâu Nghĩ khổ biết chừng nào Gần mực thì đen Gần đèn thì sạc Rồi sau này lỡ xảy chân lầm bước Lại đem thân phải làm cô đầu thì tội của tôi đối với thầy tôi ở dưới suối vàng chẳng là to lắm dô Thôi Cậu đừng lo xa thế Và lại cái bổn phận làm sai của cậu Và tên họ của cậu cùng lời di huấn của ông nhà nặng Hay đối với một đứa em gái nặng Con gái lớn lên chỉ có lấy chồng Lấy chồng thì có khó gì mà phải lo Xưa nay ông nhà có muốn cho anh em cậu hưởng sự đài cát đâu Chính cậu cũng muốn cho ai nấy đều phải làm lụng khó nhọc bằng nhau Sao riêng đối với em cậu Cậu lại muốn cho nó chỉ hưởng sự phong lưu đài các thôi à Cậu chỉ biết quý em cậu Còn bao nhiêu người khác và bổn phận nặng nề của cậu Cậu cả gan dám bỏ hết cả đấy Thôi Đừng tính quẩn nữa Vâng Gì dậy thế chính phải Nhưng có lý cũng còn có tình nữa chứ Phải Có tình nữa mới được Nhưng đã đến cái cảnh vô khả nại hà Thì còn biết làm sao bây giờ Cậu cử nghe xong Ngồi ngẩn ngơ trông có vẻ buồn vô hạn Bấy giờ đứa đầy tớ bưng cơm chiều lên Mấy người ngồi vào ăn Ăn xong vừa sẩm tối chương 3 Ly Hương Sáng hôm sau có tin cậu cử ngoạn Đưa dì gà và em gái là cô Hồng ra Hà Nội ở Người quen kẻ thuộc ra ga bình lục tiện rất đông Một anh người nhà cũ Cô muốn xin đi theo Cậu từ chối và dặn lại Nhà tôi không may bị cơn gia biến. Anh vẫn có lòng quyến luyến. Tôi rất tạ cái tâm tình của anh. Nếu anh có như cái nghĩa cũ đối với ông nhà xưa, xin anh bán ít đồ đạc để lại cho anh đấy lấy ít tiền làm vốn. Hệ cứ mỗi năm về tiết thanh minh. Thời anh chịu khó sang sửa nơi phần mộ của ông nhà thay cho tôi. Vì tôi đi thế này, làm ăn khá đã đành. Nhưng cứ buồn thua bán lỗ, không biết bao giờ mới trở lại đây một lần thứ hai nữa. Cậu cứ dậy thế, Việc ấy xin cậu yên tâm Tôi sẽ hết sức đảm nhậm Gần đến giờ tàu tới Cậu cử ra cửa ga Chào hết mọi người rồi vào Mấy phút sau tiếng còi thét Cậu cử ngoạn ngồi trên xe Nhìn lại mấy đám tre xanh xanh Là nơi họ nhà cậu vừa ở được một đời Nào nay cậu bước chân ra đi Không còn tưởng trở lại nữa Tấm lòng cậu thực rất băn khoăn Từ phần này những đâu đâu Thăng long bình lục cách nhau mấy trùng gập gành trời bảy mênh mông Biết bao giờ nợ tang bồng trả xuôi Đà đoàn dâu bể cơ trời Bước đi một bước Ngậm ngùi tấc son Ai làm ly hợp tủ tan Trường 4 Tống biệt 8 giờ tối ăn cơm xong Dì Huệ ngồi tem trầu Và nói chuyện với bà phủ cùng cậu cử Chuyện gần chuyện xa Nhưng rút lại không được câu nào tương đắc cả. Bà Phủ từ khi lấy ông Phủ, được nghe luôn những tư tưởng kim cổ, nghĩa lý văn chương, nên nghiệm nhiên sao một người có tư cách, có học thức. Còn dì Huệ chỉ biết cọc tiền nhiều, kẻ áo đẹp, lời nói khéo, vẻ người sinh. Thành ra trông đánh xuôi kèn thổi ngược, cậu cử vẫn ngồi khiêm tốn. Bấy giờ mới đứng dậy xin lỗi đi chơi. Dì Huệ vội nói, Cậu đi đâu bây giờ? Cậu sợ có cậu tôi mất chầu hát tối hôm nay à? Không, tôi đâu có tưởng thế. Tôi đã định tiễn cậu một chầu hát, gọi là lúc tạm biệt. Làm thế không tiện. Sao lại không tiện? Có phải hát như lối thường, cô đầu quan viên dẫn cọt nhau đâu. Hát hôm nay lại có bài hát mới nữa, rồi cậu sẽ được nghe. Mâm tiệc chỉ có hai chị em tôi, em Hồng. Cậu và cậu Tú Đại vẫn đi chơi với cậu ấy mà. Các cô đầu thấy hát thôi, hay cho mời vài chén rượu, chứ không được dự tiệc. Bây giờ cậu đi tìm cậu Tú Đại về ngay đây nào. Cậu cử còn ngần ngừ, bà phủ bà nói tiếp. Dì ấy đã có bụng thế, cậu không nên chối từ. Cũng gọi là có chén rượu tiễn biệt với mẹ con tôi cho nó đỡ tuổi chứ. Vâng, để tôi đi tìm anh Tú. Đi đi thôi, kẻo muộn rồi. Đèn mang sông sáng trưng, chung quanh chiếc bàn bày giữa nhà mà trên có đặt các thìa chén bát đũa. Bà Phủ, dì Huệ, cậu Cử, cậu Tú, cô Hồng đang ngồi uống nước và nói chuyện. Dì Huệ rằng, sớm mai cả hai cậu cùng ra Hải Phòng chứ? Cậu Tú trả lời, vâng, hai anh em chúng tôi sẽ cùng đi với nhau. Vậy thì càng hay, nay nhân gọi có chén rượu nhạt, vài câu hát xuông để tiện hai cậu thường lộ bình an. Nhờ rời bể im sóng lặng chân cứng đá mềm. Rồi không bao lâu nữa, mỗi cậu chiếm lấy một chiếc kỹ sư hay văn bằng tiến sĩ về đây. Lúc đó đừng quên chị em chúng tôi nhé. Tôi xin thay lời anh Tú cảm ơn gì đã có lòng trọng đại chúng tôi đến thế này. Chúng tôi đi du học là biết học, chưa có dám mong lúc về làm ông chi đâu. Vừa rồi thật là gì dạy quá lời. Các cậu cứ khiêm tốn mãi. Thôi, hãy nghe hát đã. Lan đâu? Con mang cái trống để trên ghế đây Để các cậu nghe hát một lúc Chị Lan mang trống đến Để trên ghế rồi đưa roi trầu cho cậu Tú Vừa mỉm cười vừa nói rằng Mời cậu nghe hát trước Cậu cử ngồi bên nói tiếp Phải rồi Anh Tú đánh trước đi Cậu Tú cầm roi trầu và nói Vâng Tôi xin phép nghe trước vậy Tiếng phách xen tiếng đàn Tiếng trống đưa tiếng hát Hát ngọt đàn hay Trông xinh phách đúng Người biết nghe êm ái như lọt vào tay Hai cậu thiếu niên sắp xuất dương Định tâm vừa làm kiếm tiền nuôi thân vừa học Trong lòng những phân vân cảnh gia đình ở nhà Nội bơ vơ nơi lữ thứ Lại được nghe những câu hát dịu sàng thánh thoát như thế Tâm hồn mơ màng man mát không biết bao nhiêu đương khi hai cậu tơ tưởng như ở trong mộng ấy thì dây đàn đứt Tiếng hát ngừng Bà phủ vào trong buồng Cậu tú đưa roi trầu nhường cậu cử Dì Huệ cười và nói rằng Bây giờ nghe cậu hát mới nhá Cậu hát chỉ để tiễn hai cậu thôi đấy Nghe kỹ xem có được không Rồi quay lại buộc cô Lan ngồi nói tiếp thêm Lan, còn hát bài hát mới học lúc trưa đi Vâng Tiếng đàn tỉnh tang Dịp phách sóc sách Chống vừa ngớt Chị Lan cất giọng hát rằng Trăng sầm cũng một cuộc đời Sống không sự nghiệp ai hoài sống chi Tuổi xuân xuân được một thì Tang bồng trả nợ nam nhi mới là Vũ trụ nội giai ngộ phân sự Đường thế đổ gót đỗ mới nên trai Đem tấm thân mà gánh vác việc đời Tỉnh lưu khứ nỗi quê người đâu có bận Giang sơn tổng tài anh hùng hận Môn hộ tu tranh thụ tử xanh Tài cho cao, ý cho đỉnh Biết cho rộng, trí cho tinh khoa học mới luyện thành tay thở sòi. Cơ nghiệp cũ mau mau dựng lại. Việc nhà ta ông phải tính xong đi. Ai ơi tạo thế nghĩa gì? Tiếng hát rớt, cậu cử bỏ trống hỏi dì Huệ rằng. Thưa dì ai làm bài hát ấy thế? Dì Huệ vừa cười vừa trả lời. Cậu thử đoán xem. Biết ai làm mà đoán. Dì lại mượn ai hẳn thôi. Cậu khinh người thế. Chúng tôi không làm được hay sao mà phải mượn cậu cử cậu tú cùng cười cậu tú nói bài ấy tứ được lắm có khi phách giang hồ nhưng lời chưa được luyện những chữ dùng chưa được thanh thoát cư lý mà đoán ra bài hát ấy tất là của một cậu học sinh nào đó tâm sự nhiều mà tài văn chương còn vào thời kỳ phôi thai cậu cũng nhân lúc sắp xuất dương du học cao hứng đến đây đặt bài ấy cho chị lan hát nhân tiện hôm nay có chúng tôi sắp đi học xa cũng gọi là có bài hát tiễn mà cho nghe chứ gì cậu tú nói xong nhìn dì huệ và chị lan rồi cười có vẻ đắc chí lắm dì huệ tươi tỉnh chỉ vào cô hồng đang ngồi cúi đầu mặt đỏ bầng và rằng chẳng nói dấu chi các cậu ấy chính em hồng nữa làm đấy cậu tú cậu cử nghe xong cùng cười và cùng nói em hồng giỏi nhỉ thế hai câu thơ chữ nho em đặt lấy hay mượn câu cũ ở đâu cô hồng thở thẻ rằng Thưa hai anh Em nhớ câu thơ ấy của một người thiếu niên xưa tiến bạn đi học Em đọc thấy có khi phách tráng sĩ Mới học thuộc lòng Nay nhân tiện hai anh Cái cơ hội nó cũng giống như thế nên đặt vào Hai anh nghe có được không? Cậu Tú Đắt lắm đấy Cả nhà mình nay cũng chưa chất đầy những mối giận Thế mà mang tiếng con nhà gia giáo Lại cũng ngồi gió bếp tranh nhau cái danh vị trò trẻ Chẳng là đáng thẹn lắm sao Câu hát ấy chỉ có một điều lạ là chính em làm ra Khẩu khí thì rõ ra một người thiếu niên anh Tuấn Cô Hồng cười Cậu cử đọc Nửa hát nửa ngâm Vũ trụ nội sai ngô phận sự Chỉ khí mới ngang tàng làm sao Dám tự nhận bao nhiêu công việc trong vũ trụ Đều là phận sự nam nhi mình cả Bạo nhì Cậu tú Thế mới đáng là trai chứ Dì Huệ nói Thôi Xin hai cậu hãy khoan bình phẩm câu ấy Hãy nghe câu hát mới nữa đã Câu này riêng tiễn cậu cử đây Tiếng trống lại tom tom Tiếng đàn lại trùm xanh trùm chín Chị Lan gõ phách hát rằng Xưa kia sum họp một nhà Anh nam em bắc Nay đà chia hai Anh đi góc bể ven trời Em về nhìn mẹ ngậm ngồi xiết bao Sinh ly tử biệt Sinh ly chi Tử biệt cũng mà chi nào đâu xanh đã tội tình gì Nỡ đẩy đọa sâu kia cùng thảm họa Xong lệ kỳ hồi tàng khốc phụ Trích thân kim nhật hữu ly huynh Cất tay lên nâng chuốc chén quỳnh Chúc đôi chữ tiền trình cho đắc lực Phận nhi nữ thảo hiền làm mực Hẹn trùng phùng xin mặc ở ông xanh Thưa rằng hữu trí cánh thành Cô hát buồn quá Ai nghe cũng trao mày cậu cử sẽ quảng roi trầu ngồi như rơm rớm nước mắt cậu tú nói bài này cũng em hồng làm à thưa vâng sau mấy câu mưỡu và mấy câu đầu em làm buồn thế chị em nghĩ làm sao em viết ra như vậy không ngờ lại nảy ra những câu đọc lại nghe bi ai đến thế hai câu thơ chữ nho em làm đấy à vâng em mới tập làm nên đọc nghe ra thầy là chữ ghép chữ mượn cả câu ấy đúng vào cảnh em lắm đấy nhưng viết ra làm chi em Vẫn biết cụ phủ nhà mới mất vài năm đây Làm cho em nhỏ lụy bao nhiêu lần Tới nay còn trông cậy ở anh cử Mà anh cử lại đi xa Để em bơ vơ một mình Kể đó cũng là một cái khổ tâm Của con người ta ở đời Nhưng khi tiện các anh Nên dùng những lời hùng tráng để phấn tâm các anh Chứ đặt chi câu thống thiết đến thế Cho các anh ấy náy đi không nỡ Một bước làm đau lòng Cô Hồng cúi đầu như không muốn Cho ai biết mình khóc Cậu tổ hút xong điếu thuốc rồi dung đuổi ngâm Anh đi góc biển ven trời Em về nhìn mẹ ngậm ngồi xiết bao Xong lệ kỷ hồi tằng khóc phụ Trích thân kim nhật Hữu ly huynh Dì Huệ biết không thể để yên Cái hoàn cảnh sầu muộn ấy được Mới đứng dậy vừa cười lớn vừa nói rằng Thôi chẳng hát nữa Ta đi uống rượu thôi Nào chị Phủ Hai cậu em Hồng ngồi vào bàn đi Lan, con bảo nó mang rượu và món ăn lên nhé. Vâng. Bà phủ ở trong buồng xa. Mọi người ngồi vào tiệc. Bữa tiệc buồn xiết bao. Đêm khuya cậu tú cậu cử từ biệt mọi người về chỗ trọ để cùng đi ra hải phòng chuyến xe lửa sớm. Bước xa một bước một ngừng. Trông em hạt lệ khôn đừng tuôn rơi. Rồi đây góc biển phương trời. Chút thân bổ liễu ai người cậy trông. Treo người chi mấy hóa công chương 5 Giả dạ khóc Cô Hồng Tử khi tiện chân anh ra khỏi cái nhà hát ở ấp rồi Vào buồng nằm Nằm mãi mà không sao ngủ được Thương thân rồi lại thương anh Anh đi bơ vơ đất khách chỗ nương tựa đâu có Tiền mang theo cũng không Chỉ những kiếm kế sinh nhai đã là khổ tâm Còn trí lự thời giỏ đâu mà học được anh thì thế mà thân cô thì sau này trông cậy bảo ai 13 tuổi đầu Đã biết kiếm nghề chi mà nuôi mẹ Chứ này lần mai lửa Ở nơi hồng lâu này Tuy là có buồng riêng then kín Nhưng tránh sao được miệng thế luận bình Cô càng nghĩ mà càng buồn Đã buồn mà lại lo lại sợ Mảnh thường tâm biết ai sẻ nửa Đôi dòng trâu cho tiết đỡ mối u sầu Cô càng khóc mà dạ càng đau Dạ càng đau mà nguồn cơn càng thổn thức nước nở Đêm khuya lặng ngắt Mọi người ngủ im Những tiếng khóc càng thêm vang vàng Bà phụ chợt tỉnh Biết ấy chính là cô Hồng bèn hỏi rằng Hồng, con chưa ngủ ư? Một lúc lâu cô mới trả lời Thưa, thưa con Thôi ngủ đi Khóc lóc cái gì Ngủ đi, mai dậy sớm còn đi xin học Hai chữ xin học cũng yên ủy lòng cô được ít nhiều Nên không mấy lúc tiếng khóc không vang vàng nữa Suốt nhà lại yên lặng như tờ Đêm đông sương giá gió lùa Những ai ăn gửi nằm nhờ những ai Bước chân đến bước lạc loài Khóc thừa nước mắt kêu trời mất công Phận mình mình tính cho xong chương 6 Nghịch cảnh Thấm thoát cô Hồng ở nhà dì Huệ đã 3 năm Trong 3 năm cô đi học Nay đã ngồi lớp nhất trường hàng cót Ấy cũng chỉ vì sự học của cô và vì trường hàng cót Mà nhà dì Huệ nhân lúc có vốn Và có nhiều cô đầu lịch sự đã bỏ ấp dọn lên hàng giấy Cũng may từ khi cô Hồng đến ở nhà dì Huệ Thời nhà dì Huệ đắt hát luôn Và hàng trả nem cũng chạy lắm Nhiều fan bảo phủ bàn xẹp hẳn nhà hát đi Chỉ làm trả nem bán thôi Dì Huệ nghe cũng ưng chịu như thế Nhưng phần thời không nỡ cho các cô đầu đi nơi khác Phần thầy muốn cố nhặt lấy một món tiền làm vốn cho cô Hồng Thành thử nay lần mai nữa Nhà hát vẫn để vậy Hàng trả nem vẫn bán thường Hết ở ấp xa hàng giấy ra hàng giấy đắt hát quá Mà nghề trả nem dần dần bận việc phải thôi Thật là tính một đằng ra một nẻo Bà phủ dì Huệ Hai người lắm lúc cũng lo cho cái tương lai của cô Hồng Muốn lánh thật xa nơi Hồng lâu Nhưng không biết giải quyết làm sao được quanh quẩn rồi cũng đành phó mặc ông xanh xoay chuyển, vận nghiệm nhiên làm hai bà chủ cô đầu cơ sở ấy cũng lại là cái lỗi của tính tham lam vô hạn của đàn bà nữa chị lan người có tư sắc tình nết thủy mị càng hát lại càng hay nên khách làng chơi những vương tôn công tử tấp nập không biết thế nào mà kể hát đông tiền thu vào nhiều thôi thời cả nhà ai cũng xuyến cũng nhẫn cũng hoa cũng hạt cũng quần lĩnh tía cũng áo the mùi Vốn liếng tính ra có đến quá nghìn Nhưng có nghìn ấy lại muốn có nghìn khác Bỏ hát xa mà đi buôn bán thế nào được Nghiệp cô đầu đành dự cô đầu Ngán không Cô Hồng trẻ người non xạ Chỉ biết việc học Có tưởng chi phải lo xa Rồi ngày qua rồi tháng lại Nhà ngoài vẫn trông hát nô đùa ngăn nhà trong cô vẫn học tập Hay đọc sách cho bà phù và dì Huệ nghe Cột cai cô thanh cao Dùng nhàn cô tú diễm Lại đương vào tuổi dậy thì Vương tôn công tử ai trông mà chẳng phải mòn con mắt Cô tuy không là cô đầu Không có tiếp khách Nhưng bạn làng chơi đi qua thấy thấp thoáng bóng hồng Ít khi có thể bỏ mà không vào nhà cô được Điều đó cô cũng biết lắm Cũng không thể không lấy thế làm tự cao Từ chất cô thông minh Cô học vượt chị em một cách rất dễ dàng Đã vậy Các bạn gái của cô phần nhiều ngờ ngạch nhân đó mà cô đối với đời có vẻ tự cao bằng một cách lãng mạn làm khi cô đi ngoài đường gặp lắm cậu công tử bồ tao đuổi sau cô chỉ cười cười một cách khinh miệt bởi vậy có lúc cô đã lập tâm bọn giả áo túi cơm này chỉ là con mọt cho xã hội ta nhất định đem cái tài cái sắc của ta khuynh loát sai khiến họ có thế ta mới thoải chí, mới giúp đỡ cho họ biết đường phải mà đi cô vốn người đa cảm lại gặp cảnh gia đình éo le Mẹ thời già Anh thời tin ngày một vắng Nên chỉ lắm lúc suy nghĩ mà buồn Cô buồn cô lại hay đọc sách buồn Nào sầu nào thảm Nào trinh phụ ngâm Nào tần cung oán Nào kim vân kiều Nào nhị độ mai Thôi thời thơ ông Tú Sương Thơ cụ Yên Đổ Văn cô Xuân Hương Văn bà Thanh Quan Cô đọc hết và nhớ suốt Cô rất hàm ngâm hoa vịnh nguyệt Cô rất ưa nghe văn của các cụ nho xưa Nên mỗi khi các cô đầu hát Cô để ý nghe kỹ lắm Nghe tiếng hát hay thì ít Nghe cho biết câu văn thì nhiều Cô nghe qua là nhớ Ngày nào cô cũng nghe Cô nhớ không biết bao nhiêu bài mà kể Rồi cô biết cả cách đánh trống Cách gõ phách Cách năn tiếng hát Cách dạo công đàn Cô không phải ở trường cô đầu ra Cô chỉ ở chung nhà cô đầu Thế mà cái nghề cô đầu cô biết rất sành mạch Có lúc buồn Cô ngồi một mình cô hát chơi Cô hát hay lắm Đúng lắm Các chị em cô đầu chính ngạch thấy vậy cố nào nặng cô hát theo đàn Và gõ phách để nghe thử Cô tình hiếu thắng Và lại ở trong nhà ít người biết Không sợ chi miệng tiếng Nên cao hứng có khi cô nghe lời họ mà hát theo đàn theo phách thật. Sao cô tải hoa thế? Không học mà hát, Vừa hay vừa đúng có phần hơn cả các cô đầu sành nghề Trong 3 năm vừa qua Cái đời vật chất của cô rất là sung túc Ăn ngon mặc đẹp Ra ngoài trường học chẳng kém gì chị em Hết năm học Cô đi thi bằng cơ thủy tốt nghiệp Cô đỗ ngay Về nhà Thôi thì bà phủ dì Huệ vui mừng xiết kể Nhưng than ôi Cơ trời thay đổi Họa phúc khôn lường Một nhà vui chưa được bao Bà phủ tự nhiên bị cảm rất nặng Hết chứng này đến chứng khác Chữa chán thầy An Nam lại đến đốc tờ Tây Bệnh vẫn không thuyên Nào tiền xâm tiền quế Nào tiền khám bệnh tiền tiêm Nhà có người ốm thành vắng hát Vô liếng sành dụm cứ vùn vụt bay đi dần Gặp cảnh gian nguy mới biết lòng người tốt xấu Bà phù lúc cùng đã nhờ đến dì Huệ Nay bà ốm Dì Huệ lại rất hết lòng trông năm thang thuốc Tiền cũng không tiếc Công cũng không nài Dậy sớm thức khuya Đối với chị em cô đầu được như dì Huệ cũng là hiếm có Ngán thay cái lòng tốt của dì Huệ và niềm hiếu thảo của cô Hồng Có cứu được bà phủ cô sống thêm đâu Ôm suốt trong 3 tháng hè Nhận xuyến đã mấy phen cầm cố Bà phủ cũng đến từ trần Bà phủ mất rồi Cô Hồng cũng chỉ muốn từ đắc táng vi vinh Trồn cất cho em đẹp lại yên Nhưng dì Huệ hay hảo nháng Nhất định không nghe Cứ nói nghĩa tử là nghĩa tận rồi vơ vét bán cho hết để làm ma Lại nói Mà cùng lắm sau này có Khánh Kiệt Đã có cô Hồng sẽ xin làm giáo học Dì cháu nuôi lẫn nhau Như thế không được hay sao Ai ngờ cái hy vọng thiền cận của dì Huệ Là mong được làm gì một cô giáo này đã cáo thành Nên đối với chị là bà phù Và cháu là cô Hồng có cái gì mà lại tiếc Bán hết không đủ lại vay thêm Dì Huệ xưa này tử tế và song phẳng Vay chị em nhà nào mà không đắt Than ôi Đá ma bà phủ xong Thì gì cháu cô Hồng mắc một món nợ Từ 400 có lẻ Ngày khi ấy chị Lan gặp được nơi vừa ý Xin đi lấy chồng Dì Huệ khó nhọc trong mấy tháng lại bị yếu Nhà có chị Lan hát được Chị Lan đi lấy chồng Khách đến thấy vậy làng dần Từ khi dì Huệ ốm Chị Lan đi Các công việc trong nhà cô Hồng trông nom hết Cả từ việc làm cháo Việc sai đi gọi các cô đầu đến uống rượu Cô cũng không dám bỏ qua Vì còn có ai nữa đâu Thế mà không trông năm cẩn thận Mất lòng khách Khách vắng lấy tiền đâu mà tiêu Tiền ăn tiêu nay tới tay cô giữ Tiền hết cô phải tự ý xoay sở Chứ gì Huệ ốm Thời lo tính chi được Cô thấy cảnh nguy cấp mới làm đơn xin đi làm giáo học a quá Cô còn trẻ không đủ tuổi Nhà học chính viết thơ chối từ liền Dì Huệ được tin khóc nước nở vì vậy bệnh lại nặng thêm một hôm cùng quá tiền tiêu vay mượn một ngày một khó khách thấy thấp thoáng bóng cô mới vào hát khi vào biết cô không phải là cô đầu lại ra cô mới đánh liều mà bàn với dì huệ rằng nay dì yếu trong nhà ăn tiêu nhiều cô đầu hát không có khách không ai đoái hoài thế này mãi thì nguy lắm cứ như ý cháu từ mai cháu đánh liều ra hát mày có cứu vớt được cảnh nguy kịch của nhà ta chăng Sỉ Huệ nghe nói gắt sầm lên Nhưng cô Hồng xưa nay vốn khéo nói Cô ẩn thoát điều này lẽ nọ Nào là hát mà vẫn cao quý Hát mà làng chơi vẫn nể vì Hát trống chứ không chịu mời rượu Như thế thì có hại gì Lại nhân dịp có thể kén trong khách làng chơi một người tử tế Để tính việc trăm năm về sau nữa Còn nếu cứ thế này thì lấy chồng cũng khó Và lại đấy là một việc bất đắc dĩ Một việc tạm thời Chưa hai năm nữa đủ tuổi xin bổ giáo học thì còn giữ nghề quái ấy làm chi Dì Huệ trước thấy nói cháu yêu quý Cháu mình vàng giá ngọc hát thì giận lắm Sau nghe lời phân giải giác lý Nên cũng đành lòng ưng cho Cô Hồng bần cùng mới phải tính như vậy Nên dì Huệ đã bằng lòng rồi Cô lại phân vân Không phân vân sao được Việc là việc thân thế suốt đời của cô Cô nhẹ dạ giải quyết sao đang Đó cũng là một thứ trò chơi Đem tài sắc mà trêu cợt lòng người Sai khiến Khuynh loát tâm tình trí não người Đã vậy lại được tiền để tránh hồi quẫn bách Đáp nghĩa được lòng gì Nhưng cách chơi ấy nguy hiểm lắm Nguy hiểm hơn chơi dao sắc Hơn nghịch súng đạn Nguy hiểm cho thân thế cả một đời Cô nghĩ kỹ mà cô lại lo Lo cái đời một chị cô đầu Còn làm chi có tương lai Có sự nghiệp Lấy quan quan cách Lấy khách khách về tàu Lấy nhà giàu nhà giàu hết của Ăn hoang phá hoại Xã hội cổ kim công nhận thế Còn mong lấy được ai Sướng ca vô loài Đã là cô đầu tức là vào cái cảnh cuộc vui đầy tháng Trận cười suốt đêm Lại cũng sống làm vợ khắp người ta Hải thay thác xuống làm ma không chồng Rồi đến khi tỉnh rượu lúc tàn canh Nghĩ mình mình lại thương mình xót xa Và mặc người mưa sỏ gió tần Nhưng mình nào biết có xuân là gì Thế tức là vào cái đời bỏ đi Thôi còn có chi mà mong nữa Cô biết vậy, lo như vậy Nhưng cũng vẫn phải giải quyết như vậy Vì không thế thì tiền đâu mà ăn tiêu Thuốc thang cho gì Huệ Đóng họ trả người ta Cô lo không sao được mà đành phê chữ Đánh liều nhắm mắt đưa chân Thêm nỗi cô rất hiếu thắng Rất tự cao Tính tình lại pha vẻ lãng mạn Nên cách giải quyết ấy tuy có chỗ khổ tâm Mà cũng có nơi yên ủi được đôi chút Thôi Từ đây cô nghiễm nhiên là một cô đầu hát trống hát chưa bao lâu đã nổi tiếng danh ca trong xóm. Khách làng chơi vương tôn công tử đua nhau tới hát. Anh này ra, cậu kia vào. Gành nhau trong nghề chơi cho nổi tiếng chơi sang, chơi thảo, chơi nước trên, chơi đủ vẻ. Đồng tiền túi bỏ ra bao nhiêu cũng được, có tiếc gì. Nhất tiếu thiên kim, cô Hồng thật có dịp được đem thí nghiệm câu ấy. Nợ giả hết, đồ sắm sang trọng không biết bao nhiêu. Lại xuyến, lại nhẫn, lại hạt lại hoa Dì Huệ ốm mãi Thuốc thang đắt bao nhiêu cũng mua Thầy thuốc nghe đồn rằng hay Tôn kém chừng nào cũng đón Ghê thay mà cũng được cười thay cho cuộc đời chương 7 Cố nhân Nay cô đi đâu thế? Ơ kìa chị Lan Tôi đi Hải Phòng đây Chị đi đâu bây giờ? Về Hà Nội hôm nào thế? Tôi vừa về chuyến tàu sáng Vì nghe tin gì hai mất vội về đưa gì gọi là chút nghĩa cũ không may về đến nơi hở nhà đã dọn cả rồi cô đã đi ở nơi khác sao lại dọn đi vội thế chị tính tôi ở đấy làm gì nữa chán lắm dì tôi mất tống táng xong nay nhẹ gánh rồi định chỉ đi ngao du thôi thế các chị ấy đâu cả mỗi người họ đi một nơi tôi cũng có giúp ít tiền làm vốn dì hai yếu lâu quá đến hơn một năm đấy nhỉ Ôm âm ỉ mãi Lúc mất chỉ còn dương với da Tội nghiệp Dì mất cô xem có thành thơi không Lúc mất cũng biết trước Chỉ thương cho tôi Nên hai ngày cuối cùng cứ trông thấy tôi là khóc Còn ngoài ra Dì tôi cũng không ân hận Hoặc tiếc chi cuộc đời nữa Bây giờ còn mình cô Cô định đi đâu Đi hải phòng làm quái gì Hay về ở với tôi Rồi xin bổ giáo học Đợi ít lâu họ bổ đi đâu sẽ đi Chứ một mình thân gái lang thang không nhà không cửa nhất định cũng không tiện Có ngại chi điều đó Có tiền là được Vẫn biên cô hẳn là nhiều vốn rồi Nhưng có chị có em cho vui Chứ lủi thủi một mình thì buồn chết Tôi xuống Hải Phòng cũng còn có chút việc nhà nữa Hay lại việc cậu cử Cô có tin gì về cậu cử không ấy chính vì anh cử tôi đấy Anh tôi bây giờ ở Pháp Vì thơ tử hay bị lạc nên tôi muốn xuống hải phòng làm ăn để tìm xem có người làm tàu nào cẩn thận nhờ người ta đưa tin tức và mang tiền giúp cho anh tôi học mau thành tài thế thì hay lắm cô lấy vé chưa ta ra tàu đi thôi đến giờ rồi ừ ta cùng đi chị xuống hải dương à vâng cô xuống chơi với vợ chồng tôi vài bữa rồi hãy ra hải phòng nhé thôi để dịp khác thế bác phán ở đấy vào phố nào Chúng tôi ở phố Đông Thuần Xuống tàu cứ bảo xe nó kéo về nhà ông phán đảng là nó biết ngay Hai người cùng bước lên xe lửa Một lúc xe chạy Chuyện gần chuyện xa nói sao hết chương 8 Mộng tình 11 giờ đêm Trời gió to mưa dữ Ngoài đường đất hài cảng thật vắng khách vãng lai Một cái xe không biết đi từ đâu Chạy qua phố quần ngựa Quán bà mau rồi quạt vào lối phòng pháp vừa tới túp lều tranh chơi trọi một mình ở đầu phố phòng thì đỗ xuống một người ở trên xe bước vào nhà trong nhà chi mà chung quanh thầy là đồng nước như vậy người ấy đêm đã khuya trời lại mưa mà đến đây làm gì thưa rằng nhà là nhà cô đầu khách là khách làng chơi khách ấy đối với nhà ấy tất đã có thâm tình chi với nhau rồi nên mới có cái cảnh gió mưa chẳng quản khuya khoát cũng là đó Khách vừa vào Mấy cô đang nằm ngồi nhỏm dậy Thầy khách liền cùng nói Kìa anh ba đã xuống Anh đi không ướt à Đi xe đây Cất cho anh cái áo mưa đi này Vâng anh đưa em Thế chị Hồng đâu Thưa anh nằm ở màn trong buồng Cô Hồng bước ra chào Mưa thế anh cũng xuống ư Ấy có mưa mới xuống Không mưa xuống có thú vị gì Tất em còn nhớ câu hát bão mấy tháng trước đi chứ Cậu bà hỏi thế rồi ngâm luôn Gió mưa mưa gió long rời Trạnh niềm du tử thăm người đảo nguyên Kể xe trước mái Tây Hiên Thì đà báo thổi khách tiên đâu rồi Thấy người là thấy thơ Văn dị các anh chỉ sống một cách mơ màng Chẳng biết đời là chi cả Sợ chán quá Còn cô không là văn sĩ mới là nữ sĩ đây thôi Cũng thơ cũng bài hát Thế mà còn dám nói này nói khác Sợ tén Đấy là tôi làm mà chơi Chứ có phải nhà nghề như các anh đâu Thôi đừng mơ màng nữa Nghe hát hay ăn cháo Vừa nghe hát vừa ăn cháo Thế mới đủ vẻ chứ Hát thì rời mưa gọi đâu được kép Kép nhà tôi về nhà quê hôm qua rồi Anh ăn cháo thôi nhá Cũng được Nhưng phải hát cho tôi nghe đã Rồi xong cháo mới ăn chứ Hát không kép càng thú anh lan man lắm Không kép, hát còn nghe ra cái gì Để tôi hát bài bão của tôi cho mà nghe vậy Dễ thường tôi không biết hát đấy Cậu ba nói thế rồi hát liền hát rằng Gió mưa mưa gió long sời Chạy niềm du tử tham người đảo nguyên Kể xe trước mái Tây Hiên Thể đà bão thổi khách tiên đâu rồi Phong vũ bất chi đa sự thế Kiếp vinh hoa nỡ để trên phong trần túp lều danh gió dục với mưa vần mà đổ vách long trần sờ sạc nóc nhà vàng toan những nêu nhà ngọc đồng trắng tìm đâu thấy hạc ngàn bước chân ra đài thở ngắn than thương cặp phách cung đàn theo trận bão hẹn núi sông âu đành hẹn hão cơ sự này ông tạo tính xong thôi còn non còn nước còn người cậu nằm hát xong cậu lại tự khen lấy hay hay quá Cô Hồng cười mà rằng Hay thì hát nữa đi Không hát nữa thì thôi chứ bảo sao Ở thế chứ Chưa chi đã trực làm sư tử Khiếp Anh vẫn còn thích đứng cái địa vị làng chơi Và giữ cái ngọn lưỡi khách đi hát Thôi Đừng đạo đức hão nữa Ngầm thơ cổ đi mà nghe cho vui Không ngầm sẽ Nói huyên thuyên luôn miệng Giỏi cũng không biết đâu mà nghe Thôi nói đùa đấy Đừng giận nhá Hôm nay tôi buồn quá Muốn lấp dầu nên nói như điên Bây giờ nói chuyện tử tế Thế còn gì bằng nữa Anh có thấy tôi nói những câu không đứng đắn bao giờ không Vâng Tôi xin phục À thế sao không xin đi giáo học rồi kiếm chồng Lại cứ lẩn khuất ở xóm Bình Khang này ấy cũng là một sự vạn bất đắc dĩ của tôi đấy Chứ anh tính đi hát thì còn ra gì Giá kể có người để tâm cải cách cái nghề cô đầu Sự thưởng thức lối hát cô đầu thời làm người cô đầu cũng có thể hưởng được lắm cảnh thú vị nhưng cứ như ngày nay cô đầu đường đường như cái xác thịt học vấn không từ cách kém quan viên thì nhố nhăng như lũ quỷ lời thanh tao vẻ nho nhã ít câu chuyện tình tự cảm xúc không chỉ những lối đùa dẫn bì ổi cùng những lời duyên tạc đê hèn thế thì còn gì là cái mỹ cảm gia nhân mặc khách ấy đối với anh là chỗ quen biết đã lâu và cũng là người có thể nói chuyện nhân tình thế thái được tôi mới thổ lộ ra bấy nhiêu câu. Chưa phải quan viên tục tử chọc phú khác thì đâu dám. Xin cảm ơn em đã tặng cho anh những huy hiệu quá hậu ấy. Em nói thế kể cũng phải. Nhưng anh xem ý em khinh đời thái quá. Em đã khinh đời thế. Mà sao anh nghe cái tài làm mê người để... Thì em giỏi lắm mà. Đấy là anh lấy tình thân mà thực tâm hỏi như vậy. Em đừng giận mới được. Có gì mà giận. Anh đã hỏi để em nói cho anh nghe nay em đang lúc cần tiền để tiêu vào việc rất có ích Và lại em muốn lấy tài sắc để lung lạc bọn tục tử ấy cho vui May ra lại có thể chỉ dẫn cho họ biết cuộc đời Biết đường phải mà đi Vậy em không dụng tâm vào đấy sao được Người thế mà ngạo mạn gớm Tinh nghịch ghê Lại còn dám dùng thủ đoạn gian hùng nữa Em nói anh nghe sợ quá Trước anh vẫn tưởng em rất thật thà Chỉ lấy cái thật thà mà cảm lòng người Ai ngờ thế tiền tiêu về việc gì mà gọi là việc rất có ích rồi anh sẽ biết chưa chi chưa nghe hiểu câu chuyện đã vội trách nhưng dẫu sao cũng thực tâm chịu lỗi bây giờ em hãy tạm kể các phương kế kiếm tiền của em cho anh nghe đã vâng em cứ nói đi em ra hát ít lâu em nhận sự quan sát rất kỹ càng mà nhận rõ được cái tư cách cùng cái xu hướng của các hạng làng chơi nói các hạng làng chơi thời nhiều quá không sao kể hết được nhưng chỉ riêng nói các hạng làng chơi lăn lóc ngày này tháng khác trăm nọ hết kiếm trăm kia em có thể chia làm ba hạng một là hạng trọc phú trường giả học làm sang hai là hạng công tử bột ba là hạng thiếu niên lãng mạn lại vì học thức và gặp cảnh đời éo le mới hoài bão cái chủ nghĩa yếm thế hạng thứ nhất phần nhiều là các tay chơi mới nổi lên trước kia đầu tắt mặt tối trông lên trông xuống chẳng bằng ai nay nhờ cơ hội sẵn có đồng tiền tuy có đồng tiền nhưng học thức tư cách kém, xã hội ít yêu chuộng, đồng bào ít giao du, nên mới làm cái lối phóng tiền tài thu nhân tâm. Học đòi ăn chơi tiêu pha phóng túng, những bọn mồi trài vì đó mới tìm cách phỉnh phờ. Các ông chọc phú ta gặp cái cảnh trưởng giả học làm sang, tiền bỏ ra được có kẻ tâng bốc, vì nảy thời bao nhiêu mà tiếc. Các hạng này cách chơi đã không biết. Tới câu chuyện thời thô bị lỗ mãng, rồi đục chấm nước cái, hoặc nhạt nhẽ vô vị như canh cần nấu xuông chỉ những lời khinh bà khoe tiền nhiều nhà lớn xe nọ ngựa kia cùng là bài ngà ông hàn mua với danh dự cụ nghị gật bọn họ cũng có người ăn chơi nhiều trở nên sành sỏi nhưng sành sỏi về phương diện vật chất mà thôi cánh chức dịch tay chơi cũng có thể cho vào hạng này được cánh ấy có học thức thật đấy nhưng vốn thích hống hách không muốn ai hơn mình trong tay lại sẵn có đồng tiền muốn lấy đồng tiền sai khiến cho dễ nhưng có biết đâu rằng Đồng tiền sai khiến dễ đã hẳn rồi Nhưng ai có phục vì tiền Còn sự yêu vì tiền là sự yêu giả dối Họ có học thức Muốn cố mua chuộc lấy sự yên thành thật Lại càng chịu khó bỏ tiền Rút lại càng bỏ tiền ra nhiều Càng không mua được sự yên thành thật Vì vậy mà cách giao tiếp Và sự cử động của họ Làm lúc rổ dại không biết chừng nào Hạng này muốn làm siêu lòng rất dễ Cứ cốt phải giữ cho lễ phép kính cẩn Câu nói và cách tiếp đãi cho thật đứng đắn trang nghiêm Bao nhiêu phong thể nhà quý phái dở ra hết Một đôi khi lại thêm giọng văn chương Câu thơ phú Và những lời giả vờ tình tự Hoặc phỉnh phờ sang Để gợi hy vọng của họ lên Xem ra họ lân la lơi lả Thời dự cái thái độ thật cao đạo Nhưng thường ra lại dịu dàng nhũn nhặn Làm ra vẻ yêu kiều đáng thương đáng yêu Họ đã mê thời khái một câu Mấy trăm mà không bỏ ra Nhiều khi đêm vắng em nằm một mình nghĩ lại những khi lấy tiền của họ mà buồn cười buồn cười cho họ mà cũng buồn cười cho cái đời cái nghề của em thứ hai đến bọn công tử bột bọn này thời cứ lấy cách chiều trẻ con mà đãi họ tất bảo gì họ phải nghe nấy ngay thật vậy các cậu phần nhiều còn trẻ học thức kinh nghiệm không nay mới bước chân vào đời hoặc đi làm kiếm được đồng tiền hoặc lấy được tiền của ở nhà cũng đua đòi chúng bạn tập nghề ăn chơi còn biết ý tứ gì nữa đâu Vẻ thành tao thái phong nhã bỏ đi hết Chỉ biết áo đẹp là sang Tiền nhiều là hách Gặp các cô đầu cợt nhà Đần độn thời đùa thời giỡn Gặp phải tay đứng đắn có sắc đẹp Có tài ăn nói thời ngồi ngây ngô Không biết đối đáp ra sao Cái tính cách, sự cử chỉ của các cậu Rõ ra trò trẻ Đối với các cô đầu các cậu lại không biết Cái giá trị thật là thế nào Thường ra các cậu cũng cho các cô đầu Có quý giá lắm Nên cô đầu lấy địa vị là con nhà châm anh Bị trụy lạc cùng là đem tài văn chương và cái phong thể nơi cửa quyền mà tiếp đãi Các cậu còn gì mà không mê? Đã mê lại nể, lại sợ, lại mến. Bấy giờ đòi thức chi các cậu có thể cho được, các cậu dám không cho. Các cậu khờ khạch lắm, một đôi khi định chồng các cậu, nói tức các cậu, các cậu giận dữ vùng vẫy. Nhưng một lời ngọt, một nụ cười tươi, các cậu lành như trẻ được cái kẹo, tức khắc vui cười mê mẩn như thường thế anh thời em cho vào hạng nào gớm cho cô cũng danh ma thật tụi làng chơi mà nó biết rõ cái cách cử chỉ của cô cách xử trí đối đãi của cô thế sẽ không còn một ai lại thèm bước tới cửa nhà cô nữa ấy ở đời chỉ có chơi giao sắc thế mới thú hai hạng trên đã phải là hạng của anh đâu vậy anh đã vội hỏi và vội trách hạng của anh tức là hạng thứ ba nghĩa là hạng thiếu niên lãng mạn hạng này nói đến thời đáng thương hơn hết vì sự thương ấy mà thường thường không nỡ xử tệ nay em xin lạm phép anh mà lấy anh ra làm tỷ dụ anh có ưng cho không làm gì mà không ưng chỉ sợ lại nói nhảm nói bậy không đúng sự thực thôi nếu không đúng sự thực thì em đâu dám nói với anh thì nói đi tỷ dụ như thế nào chữ tỷ dụ thời không đúng chữ làm mẫu mới đúng hơn nghĩa là cứ xem cái tướng ảnh về tinh thần và cách cử chỉ của anh trong khi đi hát cũng có thể lượng biết được hạng người vào phái làng chơi với anh có đâu lại giống nhau được vâng không giống nhau như hệt được nhưng đại thể không khác nhau bao nhiêu đặt vào một bọn thời hợp lắm vậy em nói đi anh sẵn lòng nghe vẻ đặc sắc của phái anh là ai cũng có học thức hoặc cựu học hoặc tân học hoặc kiêm cả hai thứ nhân sự học thức ấy lại nhờ thêm cái gia đình giáo dục mỹ mãn hoặc đã tiêm nhiễm rất sâu những tư tưởng bình đẳng bác ái. Nên cái giá trị của con người cùng là sự khinh trọng người. Các anh trẻ tuổi đương tinh tấn, quan sát việc đời có thể tế nhận được điều hay điều dở ngay. Vì thế mà túi kinh nghiệm của các anh rất mau đầy. Các anh phần nhiều lại là nền nếp nho xa, hoặc đã trải qua cảnh quyền quý, nên vẻ phong nhã lời thanh tao. Ngoài các anh ra, bọn làng chơi khác ít thấy có. Chỉ riêng các anh mới biết hưởng cái thú tao nhã của nghề hát cô đâu mà thôi. Các anh ít nô dỡ như trò trẻ Mà hay nói những câu chuyện lý thú tình tự Hoặc giảng thuyết lãi trái phải ở đời Lúc cao hứng lên Thói thời Thôi thời ngâm hoa vịnh nguyệt Hết bài hát lại câu thơ Đã đi hát mà không biết lời văn hay của bài hát Lối bổng trầm hoặc vẻ véo von của giọng hát Đến bài hát lại không biết đạt nữa Thời đi hát lấy cái gì Chẳng thà đến nhà thanh lâu Nói cho đúng ra Trong phái các anh cũng không thiếu gì người tai quái Thôi là đủ cả Giọng tử tế ngọt ngào có Mà gặp cảnh ngược đời thời câu xuyên tạc Cách đối đại chua cay các anh cũng dở ra ngay Các anh rất biết rõ Cái giá trị chính đáng của mỗi người cô đầu ra thế nào Nên chỉ các anh Đối với cô đầu phần nhiều lấy lòng thương Thương phận hồng nhan gặp cảnh trụy lạc Thương trịch thượng Thương như Phật thương chúng sinh Trong cái thương ấy có vẻ rất kiêu ngạo Vì cái thương ấy Nên các anh yêu chiều các cô đầu như yêu chiều trẻ nhỏ như nâng niu các bông hoa mà thôi tuy vậy có khi các anh cũng mê mê bẩy thương quá mà sinh ra vậy nhưng phần nhiều các anh mê cô đầu thì ít mà các anh mê cảnh cô đầu thời nhiều lẽ ấy là bởi các địa vị của các anh ở trong xã hội thật thế các anh sinh trường ở nơi nhà cao cửa rộng con nhà nề nếp châm anh lúc thiếu thời cắm cúi học hành những mong đem những mong đem tài thao lược mà ăn bang tế thế, thế ai ngờ lớn lên phải đánh ôm gối bó tay học dù rộng đến đâu tài dậu cao vượt chúng chẳng qua cũng chỉ nuôi miệng qua ngày trông đi trông lại nội xưa thảm đạm bước trước không đường chỉ còn vài giọt lệ là tiết đỡ mối thương tâm thôi cái chủ nghĩa chán đời từ đấy mới dễ mọc mầm chủ nghĩa ấy phát hiện lỗi tại các anh cũng có lỗi tại hoàn cảnh thời nhiều nhưng sao mặc dầu cũng có thể là tại các anh cả đã chán đời rồi sâu rồi cảm các công việc hàng ngày các anh làm Các anh cho là không đáng tài các anh Lúc nào các anh cũng chỉ mơ màng ở đâu đâu Thành ra thực sự biết mà bỏ không muốn biết rõ Đến nỗi cho thi hành một việc thực tế gì Tài làm được mà rồi cũng đến thất bại Các anh đã buồn Mới tìm thú giải buồn trong các tứ giới Tử sắc yên đổ Rút lại Có cách đi hát cô đầu hợp cho các anh hơn cả Đến nơi đã có người chiều chuộng ẩn thoát Hát ngọt đàn hay cho mà nghe để dễ đưa các anh vào mộng cảnh Khi đã đi hát quen chân Nghĩa là đã sống ở trong mộng rồi Thời không muốn ra nữa Về đến nhà vợ rời con quấy Hoa cảnh gia đình bó buộc thời chán ngán Lại tìm tới nơi hồng lâu cho trí được sảng khoái Linh hồn được thích mà mơ màng Lâu lâu thành ra mê Mê cảnh cô đầu mà lăn lộn mãi ở trong ấy Bước cho khỏi cũng không phải là dễ Có thật thế không anh? Ừ, cô em giỏi lắm Biết đúng tâm lý lắm những câu em nói mà anh cũng tê mê cả người thế còn gì nữa không đại khái có thế nhưng muốn bàn cho xác lý thời còn mất nhiều thời giờ em lại xin nhắc lại các anh tự mình mê cảnh cô đầu thời cô đầu các em không cần làm mê các anh các anh cũng vẫn mê rồi các anh mê các anh thương ai có tư sắc một chút mà biết chiều chuộng các anh cùng là biết nói một vài câu chuyện thì các anh mê ngay nhưng bọn chị em phàm tục quá Thời các anh lại trành mảng lắm Cách đi chơi cô đầu của các anh Nhiều khi rất đặc biệt Và lại chị em cũng thừa biết các anh không giàu Nên ít khi nghĩ đến chuyện bọn các anh Mà chỉ lấy tình cảm làm đường lối đi lại Em còn nhớ hồi em còn ở hàng giấy Anh đồng hữu con cụ phủ nhân Vì có người giới thiệu đến hát Hát xong ngồi nói chuyện Anh ấy thương em lắm Anh ấy lại có biết anh cử em Nên ý tứ rất là hợp người cùng đi với anh ấy giữ lại uống rượu anh ấy nhất định đòi về em mời cũng không được hôm sau anh ấy gửi cho một bài từ bài từ chan chứa những nỗi thương tâm đọc qua rất là thâm thiế cảm động vì thế mà em học thuộc lòng để em đọc cho anh nghe nhé thế còn gì bằng bài ấy như thế này gặp nhau lần đầu vào buổi đêm thâu trên có vừng răng soi đóa cúp dưới thềm làn gió thổi bông lau. Tuy chưa phải là duyên quen biết, nhưng cũng đã là duyên thuốc trầu. Nhân lúc về khó ngủ, đem vần thơ gửi lại vài câu. Không phải tiếc các chị mà nhớ, không phải thương các chị mà giàu. Nhân cảm tưởng mà tôi nghĩ, tôi nghĩ mà tôi viết, tôi viết mà tôi đau. Đau thay cho người phận bạc, đau mướn cho khách hồng lâu. Nào khi hoa cười nguyệt cợt, nào khi chén rượu roi trầu Nào đưa chào người khách trước Nào đón mời người khách sau Rồi cứ thế mà mãi mãi Đêm này tháng khác Hoa xuân răng thâu Cho đến bạc đầu Ôi hồng lâu hồng lâu Không giấy không sợ Không sóng không gió mà ràng nhau buộc nhau Dìm nhau đắm nhau Vào nơi hang thầm Vào trốn vực sâu Ấy vì thế mà tôi nghĩ Tôi nghĩ mà tôi viết tôi viết mà tôi đau nhưng không lẽ mình riêng chịu đã biết nhau xin chịu lẫn cho nhau mảnh duyên văn tự gọi chút tình sau kính chào ở lại nhà nho lên tàu bài văn réo rát quá anh đồng hữu nào thế cũng văn sĩ lắm nhỉ anh nói mục hạ vô nhân chưa à? không anh nói thực tình đấy chứ anh xem bộ người ấy có đáng quý không cứ như lời văn thời đáng quý lắm nhưng thực sự có thật được như thế không? Sao lại không? Hiện nay anh ấy giang hồ bốn bể Đất khách cô thân Còn anh thời sao? Hay cũng cứ lận đận ở đất này Mà đèo bòng nay sướng mai hát Ngầm nga vài khúc thơ xuông Cho qua ngày đoạn tháng Mai một mất một đời thanh niên Thôi em đừng nói đến những điều đó Anh đau lòng lắm Cảnh ngày nay là cảnh tạm bỡ cả Anh xoay mãi mà chưa tính được kế gì hay đấy thôi Tính kế hay thời biết bao giờ được kế Mà thứ nhất lại cứ lăn lóc Ở xóm Bình Khang này Thì bao giờ tìm kế hay cho được Em nói thế cũng là khổ tâm lắm Chắc anh cũng thấu tình cho em Không tính kế vậy Thầy em bảo anh làm cái gì bây giờ Lưu lạc giang hồ để học lấy khôn Để cho từng trải Có khôn có trải Làm việc gì mà không xong Người ta đến đâu mà chết đói được Tay làm hàm nhai Lo gì anh nên bỏ nơi yên vui này Rồi đi thiên sơn vạn thủy mới là dai Kế của em hiến anh đấy Sao em không hiến anh Cái kế ấy từ khi mới biết nhau Để nay mới bảy vẽ Thế còn Gì mà thế còn Anh có vợ con gì mà thế còn Các cụ xưa mà thấy anh trụy lạc như ngày nay Thời có lẽ mấy trận đòn rồi Chỉ hỗn Vợ con mà thế Thời cũng không đáng tiếc thật Vâng anh xin nghe em nhưng cũng phải thu xếp đã chứ Chà Vợ mọn con thơ Nam Nhi mà lo những việc tầm thường thế Nếu như khi mới gặp anh Thời em đã chẳng nói Thôi biết thế Để anh ngâm lại bài hát hôm mới gặp em được vài tháng đã Kể từ ngẫu nhĩ gặp nhau Hẹn non thể bể bấy lâu đã nhiều Lênh đênh mặt nước cánh bèo Biết rằng Nguyệt Lão có chiều đôi ta Quái tai tình trùng hễ gặp nhau sao cũng vấn vương tơ. Bên sông Tương một giải nông chờ, cầu không bác bao giờ sum họp được. Đã hẳn nợ nần mang kiếp trước, Âu đảnh kim cài chọn duyên nay. Khóa buồng xuân mong để đợi ngày. Thôi đàn phách từ đây xin xếp lại, lời thầy thốt đá vàng là ngãi. Cuộc trăm năm mau phải quyết lo toan. Ai ôi, quân tử tạo đoan. Nguyệt lão Triều rồi, này mà đi thời chẳng là chiều nửa chừng thôi à Nếu cứ lành quanh như thế Thời bao giờ anh đi được Vậy em làm một bài hát tiện anh đi đã Để đến hôm sắp đi sẽ hay Thế nào cũng có anh đừng ngại Mấy giờ rồi Thưa khuya lắm rồi Dễ đến 3 giờ sáng Vừa hay 3 giờ đúng thật Chệt chửa Ăn cháo đi rồi đi ngủ chương 9 Bạn Phương Trời Cậu ấm địch đi được 4 tháng Thời mở ấm địch tức là cô Hồng Một buổi chiều nhà vắng hát Tiếp một người bạn làm tàu đi vào đưa cho một bức thơ Mở ra đọc thơ rằng Em Hồng Anh sang tới nơi thời gặp anh cử ngay Anh em Hàn Huyên mãn ý quá Anh cử nghe chuyện em rất lấy làm cảm động Hệ nói đến em Thì anh ấy lại thương xót vô cùng Hiện nay hai anh có nơi ăn học tử tế lắm Em chớ ngại về việc em yêu cầu cứ đi hát để lấy tiền gửi cho hai anh thời anh cử nhất định không nghe mà bác đi anh ơi có nói hiện nay em có ít vốn vậy nên thu xếp về một nơi nhà quê mà ở buôn bán xoàng hoặc dạy ít trẻ kiếm tiền đủ ăn rồi sinh đẻ mẹ tròn con vuông đợi tin khi các anh về sẽ hay điều đó chính anh hồi còn ở nhà cũng đã nói mãi em không nghe nếu nay cả anh cử bảo mà còn cố cưỡng thời không phải đạo Em nghĩ kỹ mới được Các anh ở bên này không cần tiền Chỉ cần tin tức Tin tức thời đã có người bạn làm tàu đây Đưa đi đưa lại giúp cho Em nên trọng đái người ấy Khi nào dọn về nhà quê ở nơi nào Cũng cho người ấy biết nữa Cô nuôi nấng con và đợi thời Thế mới là người có kiên nhẫn Thôi, hai anh chúc em mạnh khỏe Và vài ba tháng nữa Sinh đẻ được mẹ tròn con vuông Kính bút, chồng em Mở ấm tức là cô hồng đọc xong thơ ngảnh lại vẫn thấy người đưa thơ đứng cắp mũ nhìn vào cái câu đối liền vội vàng nói rằng chết chưa tôi được tin của anh tôi mừng quá thành thử thất lỗi với ông xin ông tha thứ mời ông ngồi chơi không có hề gì được cô để mặc tôi ông hãy ngồi chơi cho tôi xin hỏi vài câu về hai anh tôi đã vâng được cô cứ hỏi nhưng tôi tưởng hai ông ấy đã nói cả trong thơ rồi chứ Hai ông chỉ nhắn tôi dù cô thế nào Cũng dọn về nhà quê ngay Để lại nhà hát cho người khác Hai ông mạnh cả Thế có nhắn thêm gì nữa không ạ à? Không, độ nào cô dọn về nhà quê Dọn ở về đâu xin cho tôi biết ngay Để tôi thông tin sang bên ấy Tôi chuyến này định nghỉ một tháng Trung tuần tháng sau tôi mới lại đi Đây, tôi đã biên chỗ tôi ở Có việc gì tìm tôi xin cứ lại đấy Vâng, cảm ơn ông để tôi thu xếp chừng chủ nhật sau tôi sẽ dọn về Lạc Viên ở Cho tiện biết các tin tức Khi nào tôi dọn xong Tôi sẽ xin nói để ông biết Vậy tôi xin lỗi về Ấy, ông uống nước đã Thôi, cho tôi vô phép Xin kính cô Không dám, chào ông Chương 10 Ẩn tích Một túp lều tranh Ba gian nhà hẹp Sân rêu khách vắng cỏ rậm hoa thưa Ai mới thấy nơi đó Đã tưởng tượng là một chỗ không người ở Đến nay hoang phế đổi tàn Nhưng thật ra Đấy chính là nơi ẩn tích của mợ ấm địch đấy Mợ từ khi xếp nhà hát tại phòng Vẫn định dọn về lạc viên Nhưng về lạc viên không tìm được nơi buôn bán Lại phải về sau cho hàng cành này Là chỗ lân cận huyện lỵ Hải An Chợ cánh gà Có thể buôn các thực phẩm và tạp hóa Như gạo muối diêm thuốc Để kiếm chút tiền lời Mợ ở đấy một mẹ một con với một đứa đầy tớ gái chừng 15-16 tuổi Thằng bé ngoan ngoãn và mạnh lắm Từ lúc mới đẻ ra cho tới nay đã nói sõi mà không hề ôm yếu bao giờ Trong vòng ngót 4 năm vừa qua mợ cũng được yên vui buôn bán nuôi con Cách vài tháng lại được tin tức của cậu ấm cậu cử tại Pháp Nói cho đúng ra sự yên vui ấy chỉ là không gặp các nghịch cảnh Chứ lúc đêm thay người vắng nghĩ đi nội con thơ phận gái anh cùng chồng 4743 thì bước trước đường sau Không đừng thổn thức can chàng Tin anh tin chồng Mấy tháng trước Thời được biết đúng kỳ hẹn lắm Bỗng mấy tháng nay Hết hạ sang thu Người bạn làm tàu mãi không thấy trở lại Tin ngày một vắng Thu ngày một buồn Chiều chiều mở ấm con Đam đam con mắt nhìn phương trời Muốn mong chim nhắn cá Thời ai trông thấy vẻ u sầu cũng phải đoái lòng thương Chiều hôm ấy may sao mở cũng đang ẵm con ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng người bạn làm tàu đi tận đằng xa tới ấy bác mới về bao giờ thế tôi mong quá tôi vừa về lúc chưa tàu chuyến này gặp bão nên về chậm sao mãi tháng này bác mới về chuyến tàu trước tôi đợi mãi không thấy bác vào trong nhà uống nước rồi nói chuyện lần này tôi muốn hỏi nhiều cháu ra đây nào còn nhớ bác hay quên rồi kìa đán con chào bác đi Nói lại bác ạ đi Chóng mở yêu Đán ta theo lời mẹ chào liền Bấy giờ mở ấm vào nhà tháp đèn Người bạn làm tàu cũng ngạm đán đi tiếp Uống nước xong Hai người lại bắt đầu nói chuyện Tới các bạn đường xa Vậy hiện nay hai anh tôi định tính ra sao Hay cũng cứ loanh quanh ở Pháp như thế mãi Các công việc học hành Vì túng quẫn Đều tính một đằng trở đi một nẻo hết Có lẽ này mai mỗi người cũng đến phải siêu tán một nơi lần này lúc trở về tới pháp tôi phải chủ một số tiền chừng vài nghìn bạc giúp các ông ấy mà hiện nay chưa trông vào đâu được tôi giúp ít nhiều có được không mợ buôn bán đồ ăn đủ tiêu nếu đem giúp các ông ấy còn lấy gì làm vốn nghĩa là không cần tiền nên mẹ con tôi ở đây kiếm ăn cho qua ngày nhưng nay anh hai tôi cần lấy tiền để học tập vậy tôi lại có cách kiếm tiền khác được rồi giàu hơn mợ mở nhà hát như trước hay sao vâng có lẽ thế. Và lại tôi nghĩ như vậy cũng không hại gì kia mà. Tôi tưởng như vậy có lắm điều không tiện chứ. Xin mà nghĩ kỹ xem. Được, việc đó bác mặc tôi. Không có cái gì đáng ngại cả. Hiện những người giàu có hay đi hát, trước vẫn có lòng giúp tôi. Thời ở đây cũng được khá nhiều. Nếu tôi lại ra hát, họ sẽ sẵn lòng giúp. Tôi chắc hơn một tháng nữa, khi tàu quay về tới đây, tôi có thể đưa cho bác ít nhất cũng vài ba trăm đồ vàng của tôi ngày xưa đáng giá năm sáu trăm bạc hiện nay còn đủ cả vậy thì khi nào mà dọn đi cùng là thuê ở đâu xin mọi nhắn nhà tôi để lúc trở về tôi biết nơi mà tìm vâng thôi tôi xin phép về nhà kẻo các cháu nó mong đợi ấy để tôi gửi cho cháu mấy món quà đã mợ bày vẽ làm gì thế có gì đâu có mấy cái bánh một ít hoa quả cho chúng nó trông răng đấy mà Người bạn làm tàu cầm gói quà bước ra và chào Kính chào mợ Không dám lệnh bác Chương 11 Tiền oan Rồi cứ thế mà mãi mãi Năm này tháng khác Huê xuân giang thâu Cho đến bạc đầu Ôi hồng lâu hồng lâu Cô Hồng trước là con một ông phủ Đài các phong lưu Cô nho học có Tây học thông Thiếu gì cách sinh nhai Thế mà chỉ vì có dây dợ mới phải hồng lâu Đến nỗi gặp cảnh khó khăn Đã lại nhập tịch xóm Bình Khang Và đứng vào hàng chính ngạch Sau cô Hồng đã thành mở ấm địch Đã có con Có buôn bán Trở nên một người có địa vị chắc chắn trong xã hội Nay vì nghĩa vụ Muốn cho mau được việc Lại cũng phải giải quyết bằng cái nghề cô đầu là nghề cũ mới xong Ôi Hồng lâu Hồng lâu Mở ấm địch trở lại xóm Bình Khang Thằng cháu đan cũng bắt đầu cùng với bạn son phấn nhiễm một phong tục Tiếng danh cao hoa khôi của mợ cách mấy năm đã vắng tiếng Nay mợ già hát Lại đồn đại xa gần Mợ tùy mang tiếng có chồng có con Nhưng chồng đi xa Con còn nhỏ Tuổi thanh xuân đương mơn mởn giữa mùa Nên cái hy vọng bán rẻ của các ông hàn ông nghị Vẫn còn bồng bột lắm Cây tiếng nạ dòng của mợ Đã làm cho mợ dễ tiếp các ông trường xả Cho không từ hàng chục hàng trăm lại cũng làm cho mợ ít phải đối phó với mấy cậu công tử non Cùng mấy ông tập đòi hát sướng Ấy chính vì thế mà nhà mợ càng đông hát Các làng chơi chỉ muốn chơi lấy tiếng Nhà mợ có tiếng Nên ai cũng muốn vào Vào đấy tuy không được đùa bỡn tự do như các nơi khác Cũng không hỏng sở mũi chi với cô chủ Nhưng lại được nghe hát hay Cách thủ tạc chuyện trò khéo Lúc bước chân ra về nằm nhà Vẫn còn yên trí hí hẳn đã được hát một cô đầu có tiếng Lúc giao tiếp với anh em trong làng chơi Cũng có thể vênh váo tự xưng là trải đủ mọi mùi Mở dọn hai nhà liền vách nhau Cô đầu nhan nhản năm sáu chị Thành thử có đêm thu được tới ba bốn chầu hát Đứng địa vị làm chủ muốn ngủ cũng không yên Hát ngày hát đêm Tiền thu vào một tháng Trừ chi phí lời không xiết kể Mỗi một lần người bạn làm tàu cầm mấy chữ của cậu cử hoặc cậu ấm về Thì lại mấy trăm gửi đi Tiền gửi đi các cậu ở xa có biết là tiền bán son bán phấn đâu vẫn tưởng mở ấm ngày nay đã có một ngôi hàng khá to mới từ cấp cho hai cậu ăn học được thế mừng ai có ngôi hàng làm ăn yên vui có ngờ đâu ai vì nghĩa vụ mà lầm lội đau đớn chua chát rồi mang giận suốt một đời suốt đời vì đời mà luân lạc nào đời có biết cho ai khách nhiều thức đêm lắm chỉ thủ tạc cũng đủ ốm người hẳn là nghiệp trái tiền oan Chương 12 Tình mẫu tử Thấm thoát đã ngoài 4 năm Chào đán đã lên 9 4 năm rời dầu rãi Người có thông minh học thức như mở Nếu không có cái hy vọng tuyệt đích Cùng là yên lòng lấy thân mà báo đáp cùng đời Không sao chịu nổi những cảnh éo le Những điều cơ cực ở trong xóm hồng phấn được Lúc trời chiều khi tảng sáng Buồn bao nhiêu cũng đành nén dạ. Nô đùa cùng con làm khuây Đán ngoan lắm còn nhỏ mà đã biết chiều mẹ Cô theo ý mẹ cho mẹ vui lòng Đán đã biết đọc Đán đã biết viết Đán cũng giống cha mẹ Bẩm sinh từ chất rất thông minh Đán tình lắm Đán gặp lúc mẹ vui Đán hỏi cho biết rõ chuyện nhà Ông ngoại ông nội của Đán Đán biết cả Cậu của Đán Cha của Đán Đán từ khi biết đích tin Đán chỉ trực đi theo Vì vậy mà Đán yêu người bạn làm tàu không biết chừng nào Mỗi một lần về Thời xoắn lấy hỏi hết điều này đến điều khác Người bạn làm tàu thấy đán thông minh ngoan ngoãn Nên cũng âu yếm như con Nào là cho đi ăn bánh Đi xe chơi Hệ xuống tàu thời đán lại theo lại khóc Đán từ khi biết mẹ phải ra hát để kiếm tiền giúp cha và giúp cậu Đối với mẹ Đán đã kính mà lại thương Nhưng dẫu sao mặc lòng Đán đi học gặp những trẻ nó dễ đán là con nhà ả à đầu Đán thẹn thùng đau đớn như cát ruột làm lúc đán muốn về kể với mẹ Nhưng lại e làm phiền lòng mẹ Nên ngấm ngầm chịu nhục nhã một mình Tình cảnh khốn cực ấy Làm cho đán lập trí bỏ nhà mẹ Đợi khi người bạn làm tàu trở về Đán sẽ quyết trốn đi theo Đán vừa nghĩ vậy Ngờ đâu vài hôm sau Người bạn làm tàu đã lên bến thật Cũng như mấy lần trước Đán đi chơi với bác hai Tức là người bạn làm tàu Đán bày tỏ với bác hai đủ mọi lẽ để xin bác cho đi theo sang thăm cùng cha. Bác bằng lòng, nhưng sợ đán còn nhỏ quá, và em mẹ đán không bằng lòng. Bác an ủi mãi, nhưng đán nặng nặng không nghe. Cứ nhất mực xin theo, không thì đành đâm đầu xuống hố xuống ao cho chết quách. Không biết làm sao được, bác hài mới dắt đán về kể lề hết tình với mợ ấm nghe. Mợ nghe qua vừa mừng mà lại vừa buồn. Mừng là thấy con có tư chất dũng cảm hơn người, mà buồn là lo có một mụn con để làm hy vọng cuối cùng chia vui sẻ khổ Này nó đi xa văng vẳng phương trời một thân cô độc sống ở trời nam này sao được mợ nghĩ mãi rút lại cái bản tính làm mẹ vẫn đắc thắng nghĩa là mợ không muốn cho đán đi đán nghe xong vừa lời mẹ vừa khóc vừa khóc vừa kể lề đán kính me lắm đán sợ me lắm đán cũng thương me lắm cho nên các điều chế nhạo của anh em không bao giờ đán đem về kể lại mà Đán vẫn phải chịu đau đớn một mình. Này Đán đã lớn rồi, không muốn chịu những điều khổ ấy nữa. Muốn đi với cha Đán, với cậu Đán, học hành cho nên người hữu dụng nổi tiếng về sau. Chứ ở đây me bận, cái cảnh chung quanh lại không hay. Mong gì Đán nên người được. Xin mẹ Đán thương Đán, mong cho Đán nên người. Hơn là cho Đán ăn chơi, yêu chiều vô ích. Đời của Đán rồi đến bỏ đi. Mở ấm nghe con vừa nói vừa khóc động lòng không biết chừng nào tuy vậy mà cũng hơi giận con khinh mình là đã hãm vào đời cô đầu lòng thương lòng giận lòng cao thượng quên thân mình mà mong cho con làm nên cơ nghiệp vĩ đại về sau nên nhân lúc cảm động ôm lấy con mà hôn và hứa ngày mai sẽ may đủ quần áo tây rồi nhờ bác hai đưa đi giúp việc gì chứ việc ấy thì bác hai giỏi lắm bác nhận lời ngay và bác cũng mừng được có đứa trẻ thông minh này du học từ hồi nhỏ May may sau có thể thành đại tài được Nên bác lại còn tán thành nữa Mấy hôm sau Mở ấm vẫn lo về nội con đi Vẫn buồn về nội con đi Mà vẫn phải chăm chăm may vá sắm sửa cho con Đán ta sướng gì bằng Được áo đẹp mặc được đi đường xa Lại sắp được gặp cha và cậu Thôi thời hí hẳng suốt ngày Còn có một buổi chiều nữa Tàu nhổ neo Công việc thu xếp đâu đấy cả Mở ấm bèn cho làm một bữa tiệc Mời cả nhà bác hai đến dự gọi là có cuộc tiến hành. Bữa tiệc tiễn hành thời còn gì là buồn bằng. Các món ăn thơm nghi ngút, ai cũng gắp, nhưng gắp rồi lại bỏ chứ nuốt làm sao được. Khi rượu đã ngả ngả say, mợ ấm ôm con vào rằng Xin phép hai bác cho mẹ con tôi âu yếm nhau trước khi vĩnh biệt. Mợ vừa nói đến đây, hai dòng trâu đã lạ trả tuôn rơi. Đán ta cũng bưng mặt khóc. Bác hai vội an ủi. Thôi, Xin mợ đừng phiền muộn quá Làm cho cháu nó mất cả can đảm Để càng đáng những việc đường xa Vâng Xin cảm ơn hai bác Hai bác dậy thế cũng phải Nhưng cứ cảnh tôi có một mụn con Để làm bạn lúc đêm khuya người vắng Này nó đi muôn dặm phương trời Tôi không đau lòng sao được Rồi đây một thân cô độc Biết lấy chị an ủi nỗi sầu Hai bác rơi rượu đi Cứ để cho tôi kể lể qua cái đời tôi cho cháu nghe Cháu có nghe hiểu Mới khỏi thẹn nhận tôi làm mẹ Điều khổ tâm đó Chắc hải ba cũng biết cho rồi Xin mọi cứ nói Này con Con đừng khóc nữa Ngồi ngay lại Để mẹ nói cho con nghe Mẹ muốn cho con biết rõ cái thân thế của mẹ Còn mấy điều con chưa hiểu rõ Khi con đã hiểu rõ Con mới khỏi thẹn là con của mẹ Và mẹ mới yên lòng Ngày nay mẹ con sắp sửa vĩnh biệt Nên vạn bất đắc dĩ Mẹ mới phải nói cho con biết Con mà có hiếu Phải lập lấy đại trí Sau này sự nghiệp hiển hách Ấy là chuộc được tiếng oan cho mẹ đấy Xin mẹ đừng kể lệ thế Con khổ lắm Con ngồi im mà nghe Mẹ còn nhớ Năm ấy mẹ 12 tuổi Ông ngoại của con mất Cậu cử con đi học xa Lại gặp lúc gia biến Nên ra tài khánh kiệt Ấy mới 12 tuổi đầu Đã xa ngã vào bước phong trần mẹ tiện con đi hôm nay tiệc tiễn hành này là bữa tiệc thứ ba đấy con ạ à. tiện cậu con đi tại một nhà cô đầu tiện cha con đi cũng ở một nhà cô đầu nay tiện con đi lại cũng ở một nhà cô đầu cây số kiếp cô đầu của mẹ có phải tự mẹ đặt nên đâu 12 tuổi đầu nào đã biết gì chỉ trông cậy có anh anh đi xa ở nhà một thân với một mẹ già vốn liếng một đồng xu nhỏ không có Thế là bao nhiêu hy vọng lúc tuổi nhỏ tiêu tán hết Từ đấy vẫn được ăn học thật Nhưng cũng vẫn ở nhà cô đầu Cái nợ cô đầu hình như là tiền oan mà buộc lấy me Chứ mẹ cô yên tâm mà ở đây hay sao Kịp đến lúc gặp gia biến lần thứ hai Bà ngoại con mất đi Bà dì con cũng quy tiên chầu Phật Để cho mẹ công nợ rất nhiều Bấy giờ đã chót là một người cô đầu Sống sợ chết sợ Mới quay về mong tin tức của cậu con Chí cũng định lưu lạc quê người Để cùng cậu con chia bùi xẻ khổ Nhưng hại tay Cái thân đàn bà khó bể cất bước Nên lại đành lật đật mở nhà hát để chờ thời Ngày khi ấy gặp cha con Cha con là dòng dõi thế Việt Từ chất thông minh Học vấn uyên bác Mẹ thấy xa ngã vào nơi ca trường đổ quán Nên mới gian díu để cố dục cất cánh cao bay Không những muốn cho cha con khỏi phí mất tài nam nhi Lại muốn cố tìm được cậu con để mưu tính học hành cho mau chóng Thế là mới có mang con được 3-4 tháng Cha con đã lại đi Cha con đi Tức là bữa tiệc tiễn hành thứ hai Cái hy vọng lúc tráng niên Cũng cùng với bữa tiệc tiễn hành ấy mà tan nát Từ đấy lại bơ vơ Không biết trông cậy vào ai Lại đất khách một thân Chút phận liễu bổ không nơi nương tựa Nhưng cũng còn yên lòng Là sắp có con để làm cảnh mua vui Bây giờ mẹ mới xếp nhà hát lại Vậy đi buôn Được ít lâu mẹ sinh ra con Vẫn tưởng cứ thế rồi nuôi con ăn học Ai ngờ Gặp lúc cậu con và cha con cần tiền Không biết làm sao được Mẹ mới lại phải ra mở nhà hát Chứ cái cảnh cô đầu còn có ra gì Mà con tưởng mẹ cô giữ lấy Tới nay con khôn lớn lên Đã biết ăn học Mẹ vẫn chủ tính bỏ nhà hát Để dọn đi buôn bán nơi khác Nhưng thu xếp mãi không xong Nào ngờ con đã sớm có trí giang hồ bốn bể Mả này nàng nạc quyết xin đi Còn đi mẹ cũng không ân hận gì Nhưng đi mà chỉ vì sự anh em chế giễu là con nhà cô đầu Thì đau lòng mẹ lắm Con có hiểu thấu cái tình cảnh Cái thân thế của mẹ Mà không thẹn về điều đó Không thẹn làm con của mẹ Biết kính yêu quý mến mẹ hơn Mẹ sau này nhắm mắt mới yên Ấy mẹ nói thế cho con hiểu rõ thôi Còn sau này đối với mẹ Con không ở gần mẹ nữa Cũng không được phụng dưỡng mẹ về lúc vãn niên sự chuộc oan của con cho mẹ, tức là công nghiệp của con về mai hậu, con nghe không? Vâng, mẹ dạy con xin nhớ, không bao giờ dám quên. Này con đi, mẹ ở nhà với ai? Khổ cho mẹ quá. Cái hy vọng về lão niên là ở con, nay còn có một mình con, mà con lại đi. Cái hy vọng về lúc tuổi già của mẹ hết ngày hôm nay thế là cũng hết. Đời của mẹ còn gì mà mong nữa? Bữa tiệc tiễn hành thứ ba này đem cái hy vọng cuối cùng của mẹ đi. Cái hy vọng lúc sống thế là tuyệt, chỉ còn cái hy vọng sau lúc chết. Rồi đây không biết cậu con, cha con và con học hành có nên công cuộc chi, hay các điều ngậm cay nuốt đắng của mẹ cũng đến vô ích. Mẹ với nhìn mà mẹ lo mà mẹ buồn. Bao nhiêu người tráng kiện thân yêu của mẹ là nơi nương tựa cậy trông của mẹ. Mẹ đành mặc để hy sinh không dám hở môi nải giữ hoặc làm bận bịu đến. Nay còn một mình con. Mẹ đâu dám vì lòng ích kỷ mà bắt ép ở lại Cậu con Mẹ giữ lại cũng được Cha con mẹ chưa dục đi thì chưa đi Tới nay mẹ muốn cố nải con ở Cha con cũng không nỡ đi nào Nhưng thôi Con đi đi Mẹ chỉ ở lại với Giang Sơn này cũng đành yên dạ Cái thân quý giá của Nam Nhi Có phải chỉ là của riêng bọn phụ nhu hoặc gia đình đâu Mẹ đã nghĩ kỹ về mấy điều đó lắm Nên mẹ đành quên cái thân của mẹ đi mà mong cái nghĩa vụ của cả mọi người trong nhà ta đều được trọn vẹn con đi đi một mình me chịu cực khổ mà nguyện rồi nhưng nguyện thời có quản gì đời của me thế này thật là đối với nghĩa vụ không còn có cái gì dám tiếc luân lạc đau đớn trăm chiều mở ấm nói đến đấy hai dòng lệ lại tuôn rơi đán cũng khóc nước nở bác hai tìm lời van lơn bữa tiệc vừa tới hai giờ đêm thì giải tán Bấy giờ mọi người lại sắm sửa để đưa bác hai và đán xuống tàu Vì 7 giờ sớm hôm sau tàu đã nhổ neo Thôi còn cái gì buồn cho bằng nỗi người đi kẻ ở Bao nhiêu nước mắt cũng khó mà khan được mạch sầu Mở ẩm nhắn đán hết điều này đến điều khác Nói rồi lại nói Lời chưa hết lời Đợi mãi đến sáng Tàu đã quay ra Tới khi xa xa chỉ còn thấy bóng tàu phảng phất Mà mở vẫn chưa chịu trở gót lại nhà Cứ đứng thơ thần như người dở dài Nuôi con những cậy về sau Nửa đường xẻ ngé tan bầu là đây Con đi muôn dặm trời mây Mẹ về vò võ đêm ngày chiếc thân Gớm cho cái kiếp phong trần Một đời này biết mấy lần biệt ly Ngại ngùng lúc tiễn anh đi Ngầm sầu nào cảnh vợ khi xa chồng Phận bồ liều với non sông Sang sơn gánh nặng xẻ cùng bạn trai có ta ô cũng có rời Có phen bĩ cực có hồi hiền vinh Hẹn hò nước biển non xanh Chương 13 Sóng hồ Tây Hôm ấy là 16 tháng 8 Gió mát giăng trong Cảnh trời rất êm đẹp Mở ấm địch từ khi tiện con đi Nặng gánh một mối dầu vô hạn Cứ ngày ngày ngơ ngẩn như người không hồn Hết nằm lại đi Đi lang thang trên bờ ao nơi cảnh vắng Các công việc trong nhà hát Phải nhờ vợ bác hai lên trong non dùm cho Nhân thế mà có thời giờ đi ngao du được Ngày giảm tháng 8 Mợ về Hà Nội thăm chị em Đi đâu cũng kể chuyện chồng con Cùng tình kia cảnh nọ Nói rồi có khi khóc Có khi cười Khóc cười không nhất định Ai mới gặp tưởng là điên Nhưng không điên thì cũng gần như lạc tính Mối u sầu thống khổ chưa chất đến thế đã là cao quá rồi ngày 16 Mợ ăn cơm chiều xong Mợ bèn từ biệt chị em Nói để lên hồ Tây xem răng và hóng mát Chị em mấy người muốn đi theo Mợ nhất định cự tuyệt Cự tuyệt như thế có phải vì ý riêng gì không? Thật ra thời là chỉ muốn được tĩnh mịch Mà hưởng cái cảnh răng trong gió mát một mình Mợ bước chân từ trên xe điện xuống Đi qua chùa quan thánh Rồi lững thững theo bờ hồ trúc bạch vòng lên mạn đê Đường đi vắng khách vãng lai vừa ngắm cảnh đêm thu trăng trong mây trắng, vừa đi thơ thần dưới bóng một dãy cây để hóng mát. Tâm thần khoan khoái vô chừng, mở càng đi mà mối sầu càng thấy man mác. Còn những nỗi đau đớn thâm gan tím ruột, hình như cũng cùng với cảnh vật sơ khoáng mà thoang thoảng nhẹ dần. Bấy giờ mới sực nhớ tới bài phu xích bích, mới tìm nơi thuê một chiếc thuyền, để tập hưởng cái thú lên tiên, cho sẽ bớt cái khổ cảnh nơi trần tục. Thuyền thuê xong, Mợ lại trở xuống phố dù một người chị em để có bạn chia vui. Không may, nhà người chị em lại có hát, nên mợ không sao được. Đành mua một ít lê táo bưởi cam và một chai rượu mai khôi lộ rồi quay về thuyền. Thôi thế là trèo lan nhẹ nhẹ. Một lúc sau mợ đã nằm trong thuyền tại giữa hồ Tây, vừa gõ gì vừa ngâm nga. Mợ xưa nay vốn thích lãng mạn, muốn bước ra ngoài các quy củ chật hẹp của xã hội đương thời. Nay tự nghĩ mình là thân gái, cũng đèn trang quả xó, bầu rượu túi thơ Cũng con thuyền đùng đỉnh bến khách đi về Tấm lòng khoan khoái vô hạn Hết nhìn mây bay lại nhìn ngấn nước Hết ngâm thơ cổ lại hát văn kim Nghĩ tới tương lai của non nước Có bỉ hẳn có thái Rồi tưởng tới tiền đồ của chồng con Có khổ tất có vinh Như thế bỗng nhiên bao nhiêu sầu thảm tiêu tán hết Tấm lòng lại như hớn hở vui mừng Bấy giờ bèn mở rượu ra uống Cắt hoa quả ra ăn Uống không bao lâu đã quá say Say nằm nhìn Giang Đắc Trí quá mà cười Cười chán rồi ngủ lúc nào không biết 11 giờ đêm 12 giờ đêm Giang còn sáng Mây còn trong 1 giờ Không ngờ sắc trời đã hóa xám Mây kéo đã tối dầm Một trận cuồng phong đã làm cho cây cối lật ngang lật sọc Gió càng lớn Sóng hồ Tây càng to Sóng to mà một con thuyền ở giữa hồ muốn bơi cho tới bờ Người lái đỏ chuyên môn và khỏe mạnh Cũng chưa mong là thoát nạn than ôi Thế thì mỡ ấm địch đã là thân gái yếu đuối Lại uống rượu say ngủ ly bì Một mình với một con thuyền Tránh sao được cái sóng khốc hại của hồ Tây Một cơn sóng gió Người cùng thuyền cùng chìm Thôi một giấc trăm năm Say mà ngủ Ngủ được như thế cũng là thoát Suốt một đời ngậm cay nuốt đắng Trước khi chết lại được tưởng tới tương lai mà vui mừng Vui mừng rồi ngủ bạt không dậy Để khỏi gánh các điều thống khổ nơi trần tục nữa kiếp hồng nhan như thế cũng không đáng oán làn sóng hồ tây là vô tình nợ đoạn trường sạch lâng lâng dạy con là đức giúp chồng là gan giang sơn này vẫn giang sơn